Hello mọi người, hôm nay Trúc có con rắn nè. Trúc có hai con luôn. Đây là con rắn nước gừ, còn đây là con rắn hổ hành. Hai con này nó chết rồi mọi người, nó đã được cạo vảy và bây giờ Trúc đang suy nghĩ xem là mình sẽ làm món gì đây. Chút muốn nướng mà chút sợ nướng nó dai nên chắc là chút sẽ hấp nó. Chút ăn với lại muối ớt. Mọi người có sợ con này không? Nhìn nó cũng hơi ớn ớn mà cái người bán người ta gan ghê á, người ta thọt cái tay vô trong cái lòng người ta bắt y như bắt cá bình thường vậy, không sợ nó cắn. Bây giờ chút sẽ hấp hai con này, mọi người chờ và ăn chung với chút nha. Chút đã quay trở lại đây, nãy giờ chút đi hấp xả hai con rắn này và chút và đâm một chén muối ớt chanh. Bây giờ thì mình sẽ xử hai con rắn này. Trúc nghĩ là hấp thì nó sẽ mềm hơn nhưng mà có vẻ như là nó cũng vẫn còn cứng lắm đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái con rắn hổ hành này nha. Không dám ăn cái đầu luôn, nhìn sợ, mình sẽ ăn từ cái đuôi ăn lên. Không biết cái này có thịt không nhỉ? Thịt nó ngon kìa mọi người. Cái đuôi của nó xương không à mọi người, như nào, đây là xương sống của nó nè, nó khá là nhiều xương nên là mình sẽ xé lấy thịt mình ăn thôi. Con hổ hành cái da của nó rất là dính mọi người. Muối ớt ngon quá. Với con hổ hành này nè, thịt nó cảm giác không nhiều bằng cái con rắn nước. Đây con rắn nước sau khi mình hấp á, mình quấn là mình hấp thì nó như thế này nè, nhìn nó giống cái ống nước không. Ê, trời ơi con rắn chết mà cũng bị cắn nữa trời. Ui cái răng của nó bén ghê á. Chút nghĩ là con này á nó thịt nhiều hơn. Để chút thử coi. Chút mua hai con này bằng nhau á mọi người. Một con là hơn nửa ký. Rắn này chút mua 200 ngàn một ký à. Nó có cái loại rắn 400 ngàn nữa. Nhưng mà con rắn nó nhìn không đẹp. Con rắn đó nó mập lắm nha mà nó cục vậy nè. Nó có rất nhiều loại rắn luôn á. Cái chị bán á, chị ngồi chị liệt kê cho Trúc mà Trúc nhớ không hết. Nhớ được tên hai con này là mừng lắm rồi. Con này thịt nhiều hơn mọi người. Mà thịt nó có vẻ ngọt nữa. Nó nhiều thịt hơn con kia. Mà nó ngọt thịt hơn nữa.
Thịt con này á ngọt dai, nó có cái vị hơi hơi giống thịt gà. Hồi nãy á, trước khi mà mình làm cái món này á, mình có hỏi thăm Bình chồng của Linh á, thì Bình nói là cái con rắn này á thì hầm đu đủ ăn sẽ rất là ngon. Nhưng mà mình thì không có chuẩn bị đu đủ, với lại cũng không có thời gian, nên là mình đi hấp xả thôi. Mình ăn cái phần thịt mỡ hai bên cái xương sống nè mọi người, nó rất là ngon và ngọt luôn. Trời ơi, hồi nãy cái miệng con rắn đó nó quơ trúng cái tay mình cái mà giờ chảy máu rồi nè, cái răng bén thiệt chứ. Rắn hấp ăn lừa xương nó hơi lâu mọi người, chứ cái con này thường á người ta bầm ra, người ta xúc bánh tráng đa á là người ta bầm luôn cái xương với cái da, ăn ngon lắm. Mình là mình rất sợ cái con này luôn á, mình nói thiệt, nhưng mà ăn thịt nó thì ngon. Mình nhớ hồi đó mình qua nhà bạn mình chơi, ngồi ở trước nhà đó thì nhà bạn mình có trồng cái giàn bông, bông mà bông dây leo á, mát lắm, cái bông nó ra màu hồng hồng cũng đẹp nữa, mình quên cái tên cây đó rồi mà nó đẹp lắm. Mình ngồi ở trên một cái ghế gỗ mình chơi, cái mình cứ ngắm cái giàn bông, mình nói trời chị ơi đẹp quá, bông nở đẹp quá, ngồi khen tấm tắc. Vừa khen xong một con rắn nó rớt một cái bịch xuống ngay chân, sợ chạy thấy bà. Là mấy con rắn mà nó ở trên cái dây leo đó đó, rắn dạng rắn lục có cái màu nó xanh xanh như cái lá cây vậy đó. Trời mẹ ơi, từ đó qua nhà bà bạn chơi là vô nhà ngồi không dám ra ngoài gì sân ngồi nữa. Trúc nhớ hồi đó nhà Trúc là nhà lá lợp bằng lá dừa mọi người, thì mấy con rắn nè nó chui vô nó ở nhiều lắm. Mọi người biết nó ở đâu không? Nó ở trong mấy cái cây cột cao á. Mình làm nhà mình thường lấy cái cây cao mình làm cái cột, và khi cái cây cao mà nó mục cái ruột ở trong rồi đó, mấy bà rắn chui vô ở. Có bà rắn ở trong nhà đó thì đỡ cái là nhà không có chuột, tại vì con rắn nó sẽ ăn thịt con chuột nên con chuột sợ lắm, con chuột không có dám ở trong nhà mình. Nhưng mà mấy bà rắn còn nguy hiểm hơn. Có hôm á, Trúc đang nằm học bài, hồi đó đó hay nằm dài trên cái giường học bài lắm, cái tự nhiên có cái gì đó nó rớt ngang cái tay mình mà tê cái tay luôn, nó rớt trúng cái bàn tay nè mà tê mấy cái ngón tay này luôn. Mình không biết là cái gì, mình nói ủa cái cây quạt máy á, nó nằm đằng kia mà nó đâu có quơ trúng cái cánh vô cái tay mình đâu mà sao tê quá. Thì ngó xuống dưới đất á, là nguyên một cái bà rắn xanh lè nằm dưới, là bà tự trên nóc nhà bà rớt ngang cái tay mình á, mà do bà bự quá bà nặng quá bà đập trúng cái tay mình tê luôn, chạy quá trời chạy.
hồi đó mà ở gần sông nè, ở ruộng ở rừng á, thì mấy cái cảnh tượng đó nó diễn ra rất là thường xuyên. Có người thì người ta sẽ quen, người ta không sợ, nhưng mà Trúc và Trúc sợ cái con này lắm, bởi vì em đang ăn thịt nó. Con này dai gấp mấy lần con gà. Con này ăn ngon hơn, thịt nhiều hơn, ngọt hơn. Con hổ hành á thì nó cái da của nó đó thì nó dính quá mà nó ít thịt nữa, xương nó nhiều. Con này mập lắm, hồi nãy mổ cái bụng ra, ở trong cái bụng nó mỡ quá trời mỡ luôn. Con này nó bị béo phì. Cái con này mà làm mồi nhậu chắc ngon lắm. Hôm nay mình có rủ bé Nhi ăn chung nữa, mà bé Nhi không dám ăn, bé Nhi nhất định là không ăn, tại vì bé Nhi sợ con này lắm. Cái món rắn này á là một cái món đặc sản ở miền Tây. Đi xuống miền Tây á, mọi người sẽ được khách mà quý á là được hay được ăn món này lắm. Mình còn thấy người ta trộn gỏi rắn nữa nha. Chắc là chỉ cắt khúc khúc ra thôi đó, chứ còn để mà xé thịt con rắn hơi khó, tại vì nó ít thịt quá. Nhưng mà thịt con này trộn gỏi là ngon hơn thịt con gà. Hồi nãy á hấp mà sợ không chín không á. À, mọi người có thấy là hôm nay cái da mặt của Trúc làm sao không? Nó hơi tấy tấy đỏ và nó hơi sần sùi đúng không? Trúc đang bôi thuốc á, tại vì mặt Trúc mụn nhiều quá, rồi nó bị thâm nữa, nên là Trúc đang bôi thuốc. Cái loại thuốc Trúc bôi là nó dạng như là thảo dược của Đông y á, nó sẽ giúp cho tái tạo da và nó đẩy hết các cội mụn ẩn ở dưới da lên. Thì Trúc đã xài cái này một lần rồi, 2 năm trước, thì Trúc thấy hiệu quả rất là tốt. Mọi người có thể coi là những cái clip đầu tiên mà Trúc mới vừa làm mút ban nè, mọi người sẽ thấy lúc đó là da của Trúc không hề có một miếng phấn ở trên đó luôn á, nó trắng và nó đẹp lắm kìa. Lúc đó Trúc còn mê nữa mà. Nhưng mà sau một thời gian thức khuya rồi đi làm nhiều ngoài nắng á, nên là da nó bắt đầu hư trở lại. Thế là lần này xài tiếp, nhưng mà Trúc cũng không lạm dụng đâu, tại vì
Thứ nhất là mình xài cái khoảng thời gian cách xa rất là lâu, một năm mấy mình mới xài lại. Thứ hai nữa là sau khi mà mình bôi thuốc này rồi á, thì mình phải biết dưỡng. Chứ da mình thì thực sự nó cũng rất là mỏng, mình không thể nào mà xài cái thuốc này liên tục và nhiều lần. Như vậy nó sẽ bị bào mòn cái da mình. Và như vậy thì cái da mình nó sẽ dễ sạm hơn, dễ mụn hơn. Nói chung là thuốc thì nó cũng có cái tốt của nó, nhưng mà mình đừng nên lạm dụng. Và chú thích xài cái thuốc này là khi xài cái thuốc này rồi thì mình không được xài bất kỳ một cái mỹ phẩm nào hết. Mình rất thích tại vì mình cũng không có thói quen xài mỹ phẩm. Thậm chí là sữa rửa mặt mình cũng không có luôn nha. Mình kể tới đây mình cảm giác như là mình là mẫu người phụ nữ không ăn diện. Bởi vì có ăn diện cũng không có được đẹp hơn nhiều, nên khỏi ăn diện đi cho đỡ tốn kém và đỡ tốn công. Ngon quá mọi người, hôm nay ăn được cái con đáng sợ này thì mình cũng thật là can đảm nhất là cái giai đoạn mà mổ bụng nó đó. Trời ơi, nó còn cái lưỡi luôn nè. Cảm ơn mọi người đã xem clip món ăn kinh dị ngày hôm nay. Đối với một số người đây đúng là một món ăn kinh dị, họ không thể nào ăn được cái con này. Nhưng mà đối với Trúc thì nó cũng là một cái thực phẩm thôi, được chế biến đặc sản vùng miền ấy mà. Chị ngon thì mình ăn, đặc biệt là mình thích thì mình sẽ ăn. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Và nhớ like, share và subscribe kênh cho Trúc. Comment nữa, comment nói chuyện với Trúc mỗi ngày nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại vào ngày mai vào lúc 7:30 để xem là ngày mai mình có món gì ha. Bye bye mọi người.